Vào sáng ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua, tại tịnh xá Ngọc Sơn, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chư tăng tịnh xá đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Dương Y Ca Sa, Vu Lan Báo Hiếu phần lịch 2566, dương lịch 2022. Quang Lâm chứng minh tham dự có Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ Phái Khất Sĩ, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ Phái, Hòa Thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Hòa Thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng Chứng minh, cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự tỉnh, Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng tham dự. Sau khi Chư Tôn Đức dâng hương lễ Phật, hàng Phật tử dâng lên Chư Tôn Thiền Đức những lãng hoa tươi thắm và cài hoa hồng để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục mẹ cha. Để bày tỏ tấm lòng tôn kính chúc mừng Khánh Tuế đến Chư Tôn Đức và Tri Ân Tam Bảo, Phật tử tỉnh xá Ngọc Sơn thay mặt đạo tràng dân lời tác bạch cúng dường y ca sa. Sau đó quý Phật tử nhiễu y quanh chánh điện và dân y cúng dường đến quý ngài. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Giác Tường nói về ý nghĩa tứ trọng ân của người con Phật và khuyến tấn đến các Phật tử là người con Phật chúng ta đến chùa nỗ lực tu hành, thân cận những bậc chân tu để nương nơi các ngài giúp chúng ta biết cách tu và phát huệ thực sự trên bước đường tu tập dùng thành quả có giá trị đó hồi hướng đến ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện tiền nhiều đời và tất cả chúng sanh trong pháp giới đó là cách báo hiếu báo ân tốt nhất trên bước đường tiến tu theo phật